Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập hội đồng ra đề thi, làm việc theo nguyên tắc cách ly triệt để dưới sự giám sát 24/24 của Công an tỉnh và Thanh tra, bảo đảm tính bảo mật tuyệt đối theo quy định. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 28 điểm thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2024-2025. Thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường trung học phổ thông nào thì dự thi tại trường trung học phổ thông đó. Thí sinh đăng ký dự thi chuyên thi tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh huy động gần 2.500 nhân sự tham gia ở các khâu, coi thi, công an, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ, bảo vệ. Kỳ thi diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6 năm 2024.